Trước năm 1975, người ta gọi đây là chung cư Minh Mạng với hàng chục lô được đánh dấu theo bảng chữ cái, được xây dựng để làm nơi an cư cho những nhà dân Sài Gòn bị đạn pháo Mậu Thân 1968 đốt cháy rụi ở góc đường Minh Mạng, Sư Vạn Hạnh. Sau năm 1975, chung cư đổi sang tên Ngô Gia Tự. Hiện tại, chung cư này nằm trong danh sách 474 chung cư cũ ở Sài Gòn cần đập bỏ để xây mới. Anh Lâm Quang Trường, một cư dân nơi đây nói rằng tuy sống chật chội nhưng vui. Gia đình dọn về ở chung cư Ngô Gia Tự này từ năm 92, tới nay cũng hai mấy năm. Nói chung chung cư cũ thì từ xưa tới giờ cái cuộc sống đa số người lao động có thu nhập thấp. Cuộc sống thì nó hơi ồn ào, huyên náo nhưng mà nó có cái quy củ của cái nét Sài Gòn mình từ xưa tới giờ. Nó cũng vui vui. Thì nó cũng có những cái thú vị của cái chung cư cũ. Nhiều người lớn tuổi nói rằng chung cư Minh Mạng hồi mới xây rất tốt, giờ thì tất cả các lô đều quá hạn sử dụng, chất lượng khi kiểm định nghe đâu chỉ còn 30-40%. Thế nhưng khi xây mới, liệu những gia đình như anh Trường có đủ tiền để mua? Thì qua thời gian hai mấy năm gia đình em sống ở chung cư Ngô Gia Tự này á, thì lúc trước á thì theo biết á, thì cái chung cư của mình nó cũng lâu đời rồi, thì nó cũng tới cái giống như là tới cái thời gian mà phải trùng tu tu bổ sửa chữa lại ở. Thì nghe nói là cái hướng tới này á, nhà nước có cái gọi là di dời để tái thiết lập lại, xây dựng những cái căn hộ chung cư cho người giống như tái định cư lại cho những hộ dân ở chung cư mình đây nè. Nhưng mà cái quan trọng là cái giá cả đền bù nó có hợp lý hay không để người ta có đủ điều kiện, tại đa phần là người dân lao động nghèo, thu nhập thì cũng thấp, rồi có đủ cái điều kiện để người ta tái định cư lại những căn hộ mới hay không. Theo năm tháng, nhiều gia đình con đàn cháu đóng sống ở những chung cư giờ đã cũ kỹ này buộc phải tận dụng những không gian còn trống để cơi nới thêm diện tích để đủ chỗ ngã lưng qua đêm. Sau năm 1975, đời sống mỗi lúc càng khốn khó nên cuộc sống của tứ đại đồng đường ở những chung cư cũ kỹ của Sài Gòn là rất đổi thường tình. Sống trong hoàn cảnh đó nên như lời của anh Trường, ai chẳng mơ có một căn hộ tươm tất. Thì cuộc sống mà ai cũng mong mình sống được cái nơi mà tươm tất khang trang, nhưng mà ngược lại á, người ta phải coi lại cái thu nhập của mình nó có đủ để khi mà họ tái định cư họ có đủ cái tiền để họ đóng vô để họ ở căn hộ mới hay không. Có một số á, là người ta lấy cái tiền đền bù đó người ta kiếm những cái nơi vùng ven vùng xa hơn người ta ở để người ta sinh sống mua bán. Còn đa phần còn lại á, là nói chung là rất là trăn trở về cái vấn đề mà đền bù tái định cư. Nói chung ai cũng vậy, ai cũng như em hết, có cái nguyện vọng á, là có cái nơi ở nó tươm tất, nó khang trang hơn. Rất nhiều chung cư ở Sài Gòn giờ đã rệu rã, cũng khó trách thời hậu chiến cuộc sống quá khốn khó nên ở nhiều căn hộ có đến 4 thế hệ đã cùng nhau sinh sống. Do đó nhiều người nói rằng nếu muốn tìm nơi thời gian dừng lại, hãy tìm đến cái chung cư cũ của Sài Gòn. Đó là nơi chốn để lại trong ký ức trên những bức tường song sắt lan can và luôn cả những vệt nắng hoài niệm lỗ chỗ trên tường nhà.